nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơn mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Hỏi: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa chính trị như thế nào? Trả lời: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước nói chung và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 mới được ban hành. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ liên quan đến trách nhiệm của các cấp các ngành, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hỏi: Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Trả lời: Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Hỏi: Nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta như thế nào? Trả lời: Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đảm bảo bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và hiệu quả của sự phối hợp hoạt động với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác. Hỏi: Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào? Trả lời: Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Đại biểu Quốc hội được tư vấn hỗ trợ trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ về dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật. Đại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng Dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của Quốc hội và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan
thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp, nơi mình được bầu, có quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm. Hỏi, tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân? Trả lời, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi vì, theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do nhân dân bầu ra là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Hiến pháp giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, được thể hiện ở các mặt sau đây. Quốc hội là cơ quan nhà nước do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội gồm các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Quốc hội là sự thể hiện rõ nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho trí tuệ của nhân dân cả nước. Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói của nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước. Hỏi, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? Trả lời, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Hỏi, đại biểu Hội đồng Nhân dân có những quyền gì? Trả lời, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân chất vấn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của Hội đồng Nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị các cơ quan tổ chức cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Hỏi, quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời, đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ, cụ thể, không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội, hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc
của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan tổ chức đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý. Không được bắt giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng Nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng Nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng Nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng Nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. Hỏi, nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp được quy định như thế nào? Trả lời, nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm. Kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau. 60 ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân là 5 năm. Kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa sau, chậm nhất là 45 ngày trước khi Hội đồng Nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân khóa mới phải được bầu xong. Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hỏi, Hội đồng Nhân dân giữ vị trí vai trò như thế nào ở địa phương? Trả lời, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Hỏi, vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời, đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân, trả lời những yêu cầu kiến nghị của cử tri, xem xét đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật, chính sách của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nước. Đại biểu Hội đồng Nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Hỏi, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng Nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong một năm mà không có lý do thì Thường trực Hội đồng Nhân dân phải báo cáo Hội đồng Nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân đó. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải liên kết chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền
giải quyết và thông báo cho người khiếu nại tố cáo kiến nghị biết. Đôn đốc theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Hội đồng Nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân trong thời hạn do pháp luật quy định. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.